hiệu lệ dĩnh lâm canh tân và đậu kiêu ai mới xứng danh thánh lầy bộ phim cổ trang hot nhất mùa hè năm nay sở kiều truyện đã đi được hơn nửa chặng đường phát sóng tác phẩm đã bước vào giai đoạn cao trào khi nhân vật nam phụ yên tuân chính thức hắc hóa và dần trở nên độc ác kéo theo đó các tình tiết trong sở kiều truyện cũng ngày càng ngược tâm và khiến khán giả hết sức đau lòng trước những giày vò, tổn thương, hiểu lầm giữa Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt cùng Thế Tử để tạm thời xoa dịu những bức xúc, phẫn nộ trong lòng người hâm mộ. Hãy cùng xem lại các clip hậu trường nhắn nhít của dàn diễn viên chính trong Sở Kiều chuyện. Triệu lệ dĩnh lâm canh tân đậu kiêu quả không hổ danh là thánh, lầy, cả ba có thể làm cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bộ phim cổ trang hot nhất mùa hè năm nay sở kiều truyện đã đi được hơn nửa chặng đường phát sóng tác phẩm đã bước vào giai đoạn cao trào khi nhân vật nam phụ yên tuân chính thức hắc hóa và dần trở nên độc ác kéo theo đó các tình tiết trong sở kiều truyện cũng ngày càng ngược tâm và khiến khán giả hết sức đau lòng trước những giày vò tổn thương hiểu lầm giữa sở kiều vũ văn nguyệt cùng thế tử để tạm thời xoa dịu những bức xúc, phẫn nộ trong lòng người hâm mộ. Hãy cùng xem lại các clip hậu trường nhắn nhít của dàn diễn viên chính trong sở kiều chuyện. Triệu lệ dĩnh lâm canh tân đậu kiêu quả không hổ danh là thánh, lầy, cả ba có thể làm cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ giây phút Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân, Bế Sốc Sở Kiều, Tinh Nhi, Triều, Lệ Dĩnh, lên rồi liên tục, thả thính, bằng ánh mắt rực tình của mình chứ phân cảnh đó được nhiều khán giả đánh giá là trông rất đẹp mắt và nghệ thuật nhưng sự thực thì sẽ khiến bạn té ngửa ngay thực ra chàng trăng lâm canh tân của chúng ta hơi yếu cơ nên vừa bế lên được mấy giây đã thở hổn hển và kêu đau mỏi toàn thân chính vì thế đoàn làm phim đã phải dùng đến bệ đỡ để giúp cả hai hoàn thành phân cảnh này đúng là đẳng cấp bé gái chỉ anh lâm cầu lâm canh tân mới đạt được không chỉ yếu cơ soái ca mặt lạnh vũ văn nguyệt của chúng ta còn đặc biệt thích tự cười tự nói một mình cuộc sống thường ngày của nguyệt ở trong đoàn làm phim rất đơn giản cứ vừa quay vừa cười tâm hồn lúc nào cũng như đang treo lơ lửng trên cành cây đâu rồi hình tượng vũ văn nguyệt cao lãnh giỏi võ công chỉ còn chàng trăng tì thì ngã sấp mặt rồi chỉ biết quay ra cười duyên lấy lệ xin hãy trả lại anh nguyệt của ngày hôm qua anh nguyệt tóc tung bay trong gió với vài cánh hoa đào phấp phới nam chính đã lầy thế mà nam phụ yên tuân đậu kiêu cũng nhây chẳng kém là bao đạo diễn hô cắt một cái là đậu kiêu ngay lập tức chuyển sang chế độ thánh quầy anh biến hậu trường phim thành sân khấu của cuộc đời liên tục múa may quay cuồng làm đạo diễn cũng chóng cả mặt nếu bạn từng khóc cạn nước mắt vì thương thế tử yên tuân những ngày anh bị giam trong lao mục mà vẫn hết mực hy sinh vì tinh nhi nếu bạn từng đổ gục trước nụ cười tỏa nắng và thần thái người người của yên tuân thì bạn nên nghĩ lại đi bạn bị lừa rồi đây mới là con người thật của thế tử nhé thế tử có máu quẩy từ trong trứng rồi yên tuân thích chơi với vũ văn nguyệt hơn là chơi với tinh nhi đấy đã vậy trong cảnh quay đau lòng ở cửu u đài đậu kiêu vẫn có thể vừa hứng tên vừa ăn dưa hấu như thế này đây xem xong cảnh hậu trường này chắc con dân từng rơi nước mắt vì yên tuân hẳn đã đứng hình vài phút cũng nên giàn cát sở kiều chuyện hai đã thảm lại càng thảm alo triệu lệ dính mãi không được, ekip mời hàng loạt cái tên không ai muốn xem. Sở kiều chuyện 2 đã đổi dàn cast bao nhiêu lần rồi ta? Ekip sở kiều chuyện 2 vẫn đang vô cùng đau đầu vì dàn cast cho bộ phim, bởi vì việc tập hợp được những cái tên đình đám cũ là chuyện không thể nào. Đặc biệt khi giờ đây Đặng Luân đã vướng xì căng đan trốn thuế tan nát sự nghiệp, màn tái hợp của hội sở kiều chuyện ở phần 2 lại càng khó. Thế nhưng Trang Kiêu Kiêu đã bất ngờ thông báo về những lựa chọn mới nhất của đoàn phim. Theo Kiêu Kiêu, ba vai phụ của sở kiều truyện sẽ được thay M áo bằng những cái tên mới. Yến Tuân, Đậu Kiêu sẽ do Vương Vũ tranh đóng, Tiêu Sách, Đặng Luân được giao cho Đặng Vi và Nguyên Thuần công chúa, Lý Thấm được thể hiện bởi Dương Chi Doanh. Ra mắt từ năm 2011 vương vũ tranh cứ mãi chật vật để tìm chỗ đứng cho mình trong làng phim anh từng tham gia một số phim cổ trang như cẩm tú vị ương cửu châu thiên không thành nhưng rốt cuộc vẫn nhạt nhòa so với đậu kiêu dĩ nhiên vương vũ tranh khó mà bì kịp mặt khác đặng vi lại là cái tên có tiềm năng về mặt nhan sắc nếu thay thế đặng luân trong sở kiều truyện hai anh chàng từng lấn át cả nam chính tượng gỗ vương hạc đệ trong mộ long vừa qua còn ghi điểm ở trường nguyệt tẫn minh và trường tương tư tuy nhiên diễn xuất của đặng vi vẫn còn là một ẩn số lớn đặc biệt là khi vào một vai đa cảm xúc như tiêu sách cuối cùng là nữ diễn viên dương chi doanh cô nàng này cũng gặp trường hợp như vương vũ tranh chưa gặp thời ghi dấu ấn rõ nét nhất nhờ chạm kế tiếp là hạnh phúc. Dương Chi Doanh lại chỉ quanh quẩn ở các phim ngôn tình đơn giản, chưa chắc thể hiện nổi một vai khó như Nguyên Thuần.